chính thức ra đời và đi vào hoạt động từ năm 2015. Với niềm đam mê và tình yêu thiên nhiên được nuôi dưỡng suốt những năm tháng trưởng thành, sau nhiều năm hoàn thiện không ngừng, đến nay, cửa hàng cây cảnh và vật tư nông nghiệp Mimi Việt Sơn Trà đã dần mở rộng quy mô và rời về địa chỉ mới tại số 126 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, với diện tích mặt tiền lớn hơn, thuận tiện hơn cho việc ghé đến tham quan mua sắm của khách hàng. Nhiều năm qua, Mimi Việt Sơn Trà được đông đảo khách hàng yêu cây, yêu hoa trên địa bàn quen mặt và biết đến như một địa điểm lý tưởng. Chuyên cung cấp đa dạng các loại cây cảnh phong thủy, cây trang trí nội thất, cây cảnh quan sân vườn, cùng các loại cây giống nhập ngoại thuần hóa khí hậu Việt Nam, cây giấy ghép đa sắc. Tất cả đều được tuyển chọn, chăm sóc và nghiên cứu lai tạo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nông nghiệp, mang đến những dòng cây có sức sống khỏe mạnh, dễ trồng, dễ chăm sóc, độc đáo về kiểu dáng, phong phú về kích thước cũng như phân khúc giá thành, góp phần tô điểm, làm đẹp mỹ quan cho không gian sống và làm việc của khách hàng. Bên cạnh đó, để giúp khách hàng dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong việc trồng và chăm sóc cây, Mimi Việt Sơn Trà còn cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phụ liệu liên quan đến nông nghiệp đô thị. Cửa hàng luôn có sẵn tất cả các loại đất trồng, thuốc bảo vệ thực vật, chậu, phân bón đến từ nhiều thương hiệu uy tín, đạt tiêu chuẩn, an toàn với môi trường và thân thiện với sức khỏe người sử dụng, phù hợp cho đặc tính của từng dòng cây, vừa bảo vệ giống cây trồng trước sự tấn công của các loại dịch bệnh, vừa thúc đẩy sự phát triển qua từng giai đoạn. Mimi Việt Sơn Trà mang đến cho khách hàng một không gian trưng bày khoa học, rộng rãi và thoáng mát, với diện tích lên đến 500m², cùng sự tư vấn nhiệt tình, tận tâm và chu đáo từ chị chủ cửa hàng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những dòng cây tốt nhất và phù hợp nhất với nhu cầu cũng như mức giá mong muốn. Tận tình hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề có liên quan, để khách hàng an tâm khi trồng và chăm sóc cây. Hotline Mimi 0901 988 019, Việt 0932 417 743, Zalo, Facebook, Viber 0933 098 896. Mimi Việt Sơn Trà cam kết uy tín, chất lượng và sự hài lòng cho mọi khách hàng. Hân hạnh được phục vụ.